Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc tạo kỷ lục khi lên sóng sau thời gian hoãn chiếu. Tối mùng 7 tháng 11, khán giả bất ngờ khi Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc chính thức phát sóng sau thời gian hoãn chiếu hàng loạt. Theo đó, từ khóa Ninh An Như Mộng lên top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc vì độ hot của bộ phim. Trong 6 tập đầu chiếu, bộ phim của diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lập loạt kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Theo đó, phim phá kỷ lục số lượt đặt xem trước cao nhất với 7,4 triệu lượt. Ngày đầu phát sóng 6 tập với tài khoản VIP có 9 thương hiệu quảng cáo, 40 quảng cáo, tổng cộng 326 giây. Năm nay, Bạch Lộc có 3 bộ phim được phát sóng và đang được quan tâm. Chính vì thế, không ít người hâm mộ cho rằng đây là năm bùng nổ sự nghiệp của nữ diễn viên. Ngoài ra, một điểm cộng lớn của Ninh An Như Mộng là cặp đôi chính có ngoại hình thu hút, trang phục được đầu tư kỹ lưỡng. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải những điểm tranh cãi cố hữu như chia chuyển cảnh xấu và đột ngột, khiến khán giả khó theo dõi. Ngoài ra, nhiều phân cảnh phim bị giật, góc quay xấu, khiến khán giả bức xúc và tiếc cho công sức của dàn diễn viên. Ninh An Như Mộng là một dự án cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Bộ phim kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh, cô gái không nơi nương tựa, kiếp trước bởi vì muốn tự bảo vệ mình và cũng bởi vì lòng tham của mình mà nàng không từ thủ đoạn giành lấy quyền thế, bày ra trăm phương ngàn kế để leo lên được đến vị trí hoàng hậu. Nhưng nàng đã dẫm đạp lên vô số chân tâm của người khác mà phải nhận lấy sự phản bội của chính thanh mai trúc mã của mình, đế sư Tạ Nguy đương triều, bởi vì chịu ơn cứu mạng của Khương Tuyết Ninh mà phải giúp nàng mưu phản, bức vua thoái vị, hoàng đế băng hà. Khương Tuyết Ninh mới biết được bản thân đã mất đi người mà nàng xem trọng nhất. Ninh An Như Mộng được đánh giá là một trong những bộ phim hoa ngữ có khả năng thành công rất cao. Nguyên do là ngoài cặp đôi chính, phim còn sở hữu ekip giỏi, nội dung phim không quá mới, nhưng đây là mô típ chưa bao giờ lỗi thời ở một tác phẩm cổ trang. Riêng đối với Bạch Lộc, sau nhiều dự án tranh cãi, Ninh An Như Mộng cũng được xem là dự án đinh để người đẹp củng cố vị thế của mình trong mắt công chúng.